good. Today we make a meatloaf. Ground pork, ground beef, green peppers, shallots, green onion, vermicelli, green onion, really? Okay. Fish sauce, The sauce. Mushroom, you said mushroom, yeah? Oh, right. Mushrooms, right. Garlic. Yeah. I'll use your hand to mix them up. Use your hand to mix it up. Mix it up. 2 eggs. 2 eggs. Hôm nay, không chào các bạn. Hôm nay mình làm nghĩa là chả trứng mà kiểu của kiểu của người Anh chứ không phải của người Việt à, cái gì cũng giống như của người Việt thôi, nên là cái trộn lên hết rồi mọi thứ vô, như là nấm nè, này nấm rồi thịt bò, thịt heo mình trộn rồi thêm bún rồi hành tây, tiêu, mắm, đường, bột ngọt. Okay, turn on it. And go get them out. Put the oil in, slim them. This one, okay. Okay, spread it around. Now, bây giờ bỏ vô đây cái mình cho dầu vô đây mình tráng cho nó có dính các bạn. Đó, bây giờ là bỏ thịt vô. Now, you put the meat in the here for steaming later. And you spread that first, spread very hard. Yeah, bây giờ mình chặn cho nó cứng lại các bạn, chặn lại chút. Okay, now put the cheese in. Okay, bây giờ cứ bỏ phô mai vô giữa. Hands first. Yeah. Slide the tea in that way. Bây giờ mình mới mở cái này, mình cắn tiền, mình đỏ đi rồi bỏ. Một tay thôi. Đó. Giờ cái này bỏ trong đỏ đây. Đó. Đó, nghệ thuật không các bạn. Đó. Một tay thôi. Mình cần gì làm hai tay. Giờ bỏ thêm một lớp thịt lên. Đó, giờ với một cái này lên. Đó.
first meat even. San Patrick's Day with dog. The fresh bell here. Này bỏ một chút xíu, tại vì hôm nay là ngày ngày của Ý Đại Lợi, Ý của Ireland á, đó là Saint Patrick's Day, đó, cho nên mình phải làm có một màu xanh. Hôm nay mình bỏ cái phẩm màu, màu xanh vô, phẩm màu đỏ vô để cho nó đẹp với các bạn. Khi mình hấp lên xong chín thịt rồi mình mới bỏ ra trên mặt. Đó. Bây giờ đổ nước vào trong cái lò hấp này các bạn. Cái lò hấp này. Voilà, mon appétit.
That's one of them. It's good, see? Got a cold one. Oh my God, keep them a long one. Good? Very good. Oh, okay. Good. Okay, you nice, good for that. Like a bad. Ah, good for that. Good for me there. Let's see. See. Say ngon à. Ok, bye các bạn. Bye. À, chào các bạn, xin chào các bạn.